Mình đã sử dụng cách này để tăng follower TikTok từ 0 lên đến 100 follower chỉ trong vòng 2 ngày. Thì cách này hoàn toàn tự nhiên và người follow cũng là follow thật luôn. Thì các bạn hãy xem cách mình làm nha. Thì trước khi bắt đầu video này đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình nhé. Rồi bây giờ trên màn hình của mình đây là cái tài khoản TikTok mà mình đã lập ra để thử nghiệm. Và bây giờ hiện tại thì nó có 97 cộng 6 follower nha. Thì mình sẽ làm cái cách này. Đầu tiên các bạn vô trong cái trang chủ này. Đấy. Sau đó các bạn lên cái mục tìm kiếm ở trên cùng bên tay phải cho mình nhé. Sau đó mình tìm cụm từ tên là tăng follow nhé. Tăng follow. Đó. Nhầm rồi, tăng follow nha. Và nhấn nút tìm kiếm ở dưới này. Đấy, sau đó các bạn vô bất cứ một cái video nào ở trong này. Ở đây cái video này mình đã thấy được đây. Có cái video này là 12,4 ngàn tim và 6.930 bình luận. Thì những các bạn tìm những cái video mà có cái lượt tương tác cao như này để mà làm để mà tăng follow nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ xem cái video này, sau đó các bạn nhấn vào nút chia sẻ này, các bạn đăng lại này, bấm vào cái mục đăng lại nhá. Đó. Sau đó các bạn thả tim này, các bạn follow người đăng này, sau đó các bạn bình luận nha, là các bạn làm đủ cho mình 4 bước. Đó. Nhấn vào nút đây, sau đó thì mình ghi là đã làm theo. Đã làm theo và hy vọng thành công. Đấy. Rồi và mình nhấn nút đăng. Sau khi các bạn làm như này thì các bạn có thể chờ một chút để cho cái video để người ta sẽ vô người ta thấy được cái video các bạn đã đăng. Và bây giờ các bạn vô trong cái mục vô profile của cái người đăng này này, các bạn vô cái phần follower cho mình nhé. Sau đó thì các bạn follow một số người ở trong cái trang này, ví dụ như là Trâm Anh này, đó, Thỏ Đây này. Ui, ông nào Thỏ Đây mà đầu chọc lóc vậy. Rồi bây giờ mình follow khoảng cỡ đấy. Ví dụ như mình làm như này để chủ yếu là tăng tương tác thôi. Và có một số người các bạn follow, người ta sẽ follow lại cho bạn. Và có rất nhiều mà các bạn rất nhiều người mà các bạn không hề follow, người ta vẫn follow các bạn. Vì vậy nên cái tỷ lệ mà bị trùng follow kiểu giống như là follow chéo rồi thì nó sẽ ít lắm. Thì như này thì cái tài khoản của bạn nó sẽ uy tín hơn. Thì các bạn làm như vậy trong vòng khoảng vài video cho mình. Và các bạn lưu ý là mình nên đăng lại những cái video này vào những cái khung giờ đẹp, ví dụ như 11, 12 giờ trưa này, 6, 7, 8, 9 giờ tối này. Đấy. Bây giờ mình sẽ thoát ra và mình tìm một vài cái video rồi nha. Rồi mình làm y như vậy luôn. Đấy, này video này mình lấy rồi. Video này ít quá, 1.200 đây. Học video này cũng rồi, ví dụ như có cái video này đây, 15.000 tim, 2.757 bình luận. Thì mình sẽ nhấn vào nút chia sẻ này, mình nhấn vào nút đăng lại nha. Đó. Sau đó mình vô phần bình luận này, mình sẽ viết là ai kéo tôi với đó, tôi với, và mình nhấn vào nút chia sẻ, nhấn nút đăng. Rồi mình thoát ra, mình thả tim cho video này, mình follow người đăng cái video này. Sau đó thì mình vô trong cái trang cá nhân của người này và mình vô cái mục follower của người này luôn đó, và mình sẽ tìm một số người, ví dụ như mình follow một số người ở đây, thường thường thì mình sẽ follow khoảng 10 đến 20 người đó. Mình thấy cái profile nào mình thích thích thì mình nhấn vào follow thôi đó. Sau khi các bạn follow như này thì có khả năng người ta sẽ follow lại cho các bạn, hoặc là những cái người mà mình không follow người ta cũng sẽ follow cho mình. Thì cái này mình gọi là đi tương tác. Đó. Thì cái cách này nó khá là an toàn. Bây giờ mình sẽ thoát ra để kiểm tra nha. Đó. Mình sẽ thoát ra. Thì mình nghĩ các bạn là một ngày các bạn chỉ nên đăng khoảng cỡ 2 đến 3 video như này thôi, vào những cái khung giờ đẹp này mình đã chia sẻ đó. Và mình sẽ vô cái mục hồ sơ của mình này và mình làm mới nha. Đấy, thì các bạn thấy video bây giờ lượt follow của mình đã tăng lên là 97 cộng 7 rồi, và mình sẽ tiếp tục theo dõi nó. Tới mình sẽ nghiên cứu một số cái cách tăng follow khác hay hơn và mình sẽ chia sẻ ở đây cho các bạn. Nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích thì đừng quên nhấn vào nút like, share và nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình nha.